Cô chào các em, ngày hôm nay mình lại tiếp tục tìm hiểu sang một cái chủ đề mới, đó là chủ đề 20, nhiệt kế, nhiệt giai. Trước bối cảnh người dân trên toàn thế giới đang thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thì một trong những biểu hiện của bệnh đó là sốt. Vậy làm thế nào để ta biết được một người đang sốt và nhiệt độ bình thường của cơ thể người là bao nhiêu? Để giải đáp được thắc mắc trên thì chúng ta cùng vào bài học của ngày hôm nay. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, phần 1 là mã nhiệt kế. Tìm hiểu về cấu tạo của ba loại nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu. Đây là ba loại nhiệt kế có cấu tạo gần như là như nhau và nguyên tắc hoạt động của nó cũng giống nhau. Em hãy quan sát. Cấu tạo của nhiệt kế gồm có thang chia độ, bên trong là một ống thủy tinh và chất lỏng màu. Chất lỏng màu này có thể là thủy ngân, rượu hoặc là dầu nhờn có pha màu. Nhiệt kế đầu tiên mình đi tìm hiểu là nhiệt kế rượu. Căn cứ vào bảng chia độ thì ta có thể xác định được giới hạn đo của nhiệt kế rượu nằm trong khoảng từ âm 30 độ C cho đến 50 độ C. Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế rượu là 1 độ C. Thì nhiệt kế rượu hay còn gọi là nhiệt kế treo tường, công dụng của chúng là dùng để đo nhiệt độ không khí hoặc là nhiệt độ khí quyển. Nhiệt kế thứ hai mình cần tìm hiểu đó là nhiệt kế thủy ngân. Căn cứ vào bảng chia độ, các em có thể xác định được giới hạn đo của nhiệt kế là từ 0 độ C cho đến 100 độ C và độ chia nhỏ nhất sẽ là 1 độ C. Nhiệt kế thủy ngân hay còn gọi là nhiệt kế phòng thí nghiệm nên công dụng của nó sẽ dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm. Nhiệt kế thứ ba mình cần tìm hiểu đó là nhiệt kế y tế. Giới hạn đo của nhiệt kế y tế sẽ nằm trong khoảng từ 35 cho đến 42 độ C. Độ chia nhỏ nhất sẽ là 0,1 độ C. Công dụng của nhiệt kế y tế là dùng để đo nhiệt độ cơ thể người. Khi nhìn vào bảng chia độ trên nhiệt kế y tế, mình thấy số 37 được in đỏ. Con số này cho mình biết nhiệt độ cơ thể bình thường của một người là 37 độ C. Ở đây chúng ta có thể cộng hoặc trừ đi 0,5 độ. Vậy thì nhiệt độ cơ thể bình thường của một người sẽ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 37,5 độ C. Nếu như nhiệt độ của mình khi mà mình đo được nó vượt quá 37,5 độ, điều đó chứng tỏ là cơ thể mình đang có những cái biểu hiện về sốt. Lúc đó mình cần đến những cái trung tâm y tế để mình kiểm tra lại sức khỏe của mình ha. Vừa rồi cô vừa giới thiệu cho các em ba loại nhiệt kế thông dụng nhất, đó là nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu. Vậy thì ta sẽ dựa vào đâu để đọc được số chỉ của nhiệt độ mà chúng ta đo được, cũng như là nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế sẽ dựa trên hiện tượng vật lý nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang nội dung tiếp theo. Nội dung số 2, nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế. Các em cùng quan sát một hình ảnh mô phỏng của nhiệt kế. Nhiệt kế này bao gồm một ống thủy tinh rỗng và kính nằm trên một bảng chia độ. Một đầu của ống thì được nối thông với một bầu có chất lỏng. Chất lỏng ở đây có thể là thủy ngân, rượu hoặc là dầu nhờn có pha màu. Và ta sẽ đọc được số chỉ nhiệt độ của nhiệt kế dựa trên vị trí mực chất lỏng bên trong ống. Khi ta đặt nhiệt kế vào vật cần đo nhiệt độ, lúc này nhiệt độ sẽ thay đổi, làm thể tích chất lỏng bên trong ống cũng sẽ thay đổi theo, giúp chúng ta biết được giá trị nhiệt độ của vật cần đo. Và từ đây chúng ta có thể rút ra được kết luận như sau. Một số nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các
Rồi, bên đây là hình ảnh của một nhiệt kế y tế, các em hãy quan sát. Nhìn vào hình ảnh nhiệt kế y tế thì mình thấy là phần phía dưới bầu nhiệt kế sẽ có một phần bị thắt lại. Đây là phần này ha. Bây giờ cô sẽ phóng to phần này lên cho mình xem. Vậy thì tác dụng của nút thắt này là gì? Khi ta đưa nhiệt kế ra khỏi vật cần đo nhiệt độ thì dưới tác dụng của nhiệt độ bên ngoài có thể làm cho phần thể tích chất lỏng bên trong thay đổi, và tác dụng của nút thắt này là ngăn không cho thủy ngân tuột xuống khi đưa bộ phận cảm nhiệt ra khỏi cơ thể người, giúp chúng ta giữ được cái nhiệt độ chính xác nhất. Các em cùng quan sát nhiệt kế treo tường. Khi nhìn vào nhiệt kế này thì chúng ta thấy rằng với cùng một nhiệt kế nhưng lại có hai cột số, cột thứ nhất là độ C và cột thứ hai là độ F. Vậy thì tại sao lại có sự kỳ lạ đó thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần số 2, nhiệt dai. Thì nhiệt dai là một thang đo nhiệt độ, sẽ có hai loại nhiệt dai, đó là nhiệt dai Celsius và nhiệt dai Fahrenheit. Thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần nhiệt dai đầu tiên là nhiệt dai Celsius. Trong nhiệt dai Celsius thì ký hiệu đơn vị nhiệt độ sẽ là độ C. Người ta quy ước rằng nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 độ C và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 độ C. Chúng ta tìm hiểu sang nhiệt dai thứ hai là nhiệt dai Fahrenheit. Ký hiệu đơn vị nhiệt độ của nhiệt dai Fahrenheit là độ F. Và trong nhiệt dai Fahrenheit, người ta quy ước rằng nhiệt độ nước đá đang tan là 32 độ F và nhiệt độ hơi nước đang sôi là 212 độ F. Và nhiệt dai Celsius được sử dụng đa số ở những nước Đông Nam Á, và nhiệt dai Fahrenheit được sử dụng chủ yếu ở những nước châu Âu. Và làm thế nào để chuyển đổi từ độ C sang độ F và ngược lại, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Trên đây cô sẽ có hai cột số, hai cái thang đo nhiệt độ, đó là nhiệt dai Celsius và nhiệt dai Fahrenheit. Nhiệt dai Celsius theo đơn vị là độ C sẽ có nhiệt độ nước đá đang tan là 0 độ C. Nhiệt dai Fahrenheit có nhiệt độ nước đá đang tan là 32 độ F. Thì từ 0 độ C cho đến 100 độ C, cô chia thành 100 phần bằng nhau. Từ 32 độ F cho đến 212 độ F, cô chia thành 180 phần bằng nhau. Từ đây, ta sẽ có sự tương ứng như sau. 100 độ C sẽ tương ứng là 180 độ F. Từ đó, ta có kết luận 1 độ C sẽ tương ứng bằng 1,8 độ F. Từ đây, cô sẽ có biểu thức chuyển đổi từ độ C sang độ F là T độ F sẽ bằng T độ C nhân cho 1,8, sau đó là cộng 32. Cô sẽ ví dụ một bài. Hãy tính xem 30 độ C sẽ tương ứng với lại bao nhiêu độ F. Đề bài đang cho mình 30 độ C, thì các bạn sẽ lấy 30 thế vào hai cái T độ C, thì mình sẽ có biểu thức như sau. 30 sẽ nhân 1,8, sau đó là cộng 32. Kết quả của mình là 86 độ F. Biểu thức tiếp theo là biểu thức đổi từ độ F sang độ C. Thì T độ C sẽ bằng T độ F trừ cho 32, sau đó đem chia cho 1,8. Cô có một bài ví dụ như sau. Tính xem 122 độ F sẽ ứng với lại bao nhiêu độ C. Các em, lúc này thì mình sẽ ghi lại cái biểu thức. T độ C sẽ bằng T độ F trừ cho 32, sau đó chia cho 1,8. Đề bài đang cho mình là 122 độ F. Ta sẽ thế 122 độ F này vào T độ F. Thì mình sẽ có biểu thức như sau. 122 trừ cho 32, sau đó đem chia cho 1,8 thì kết quả ta nhận được là 50 độ C. Vậy thì 122 độ F sẽ tương ứng là 50 độ C. Bây giờ mình sẽ ôn lại nội dung kiến thức của bài hôm nay. Nhiệt kế, nhiệt dai. Thì công dụng của nhiệt kế là dùng để đo nhiệt độ. Cấu tạo của nhiệt kế thì gồm 3 bộ phận chính.
Thứ nhất là than nhiệt độ. Thứ hai là ống thủy tinh. Thứ ba là chất lỏng màu. Chất lỏng màu ở đây có thể là thủy ngân, rượu hoặc là dầu nhờn có pha màu. Tiếp theo, nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế sẽ dựa vào sự giãn nở vì nhiệt của các chất. Phân loại, có rất là nhiều loại nhiệt kế khác nhau. Thì trong bài này thì mình vừa tìm hiểu 3 loại nhiệt kế thông dụng, đó là nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế và nhiệt kế rượu. Dưới đây là bài ghi của chủ đề 20 nhiệt kế nhiệt sai. Các em chú ý ghi vào trong vở vật lý, ghi đầy đủ bài cho cô. Dưới đây là bài tập về nhà. Bài tập về nhà gồm có 5 câu hỏi. Các em về nhà làm vào tập vật lý, sau đó nộp về cho cô. Dặn dò, chép bài vào vở vật lý, học bài nhiệt kế, nhiệt giai. Các em làm bài tập và gửi lại giáo viên đánh giá thông qua mail. Xem trước bài sự nóng chảy và đông đặc.